Hàng ngày cô ta đều đá bao cát. Thì hiện tại đến bây giờ là em đã thay bao nhiêu bao cát rồi em? Dạ đội con có 10 bao cát. Một mình con đá banh bao nhiêu bao cát? Dạ 2. Một đội luôn có 10 cái bao thôi. Một mình ba làm hư 2 cái. Ôi là trời. Bây giờ thế này, nói không thì khán giả sẽ cũng hình dung được là cái môn này nói là chắc đưa lên đá chắc dễ. Cho nên tôi xin mời các người chơi ra sân khấu trải nghiệm thử để coi cái độ khó của cái bộ môn này thế nào. Tôi mời nhạc sĩ Andy và Tăng Phúc ra trải nghiệm ạ. Vâng, mời các bạn đội vào. Và tôi cho các bạn coi là nó khó cỡ nào nha. Tăng Phúc bắt đầu. Trời. Nhưng mà dùng tay. Đó là câu chuyện khác nha quý vị.